Lắp đặt hệ thống nhà thông minh có phức tạp hay không? Mất khoảng là bao lâu? Thì lắp đặt nhà thông minh hiện tại, mình đã nói hồi xưa thì nó nhà thông minh thường sử dụng cái chuẩn là chuẩn có dây. Thì lắp đặt thì phải lắp đặt ngay từ đầu, từ cái lúc mà mình cất móng xây nhà lên á, thì sẽ phối hợp với lại bên điện nước để mà đi dây tín hiệu trước. Nhưng mà hiện tại thì xã hội smartphone càng phát triển thì cái việc đi dây nó không còn phổ biến nữa, mà thay vào đó là sản phẩm không dây. Thì không dây này như mình giới thiệu trong cái clip về khi sử dụng trước đó, như Vera hoặc là Luna, nó sẽ sử dụng điện 220 trực tiếp. Thì chỉ cần nhà bạn tháo công tắc cũ ra, gắn công tắc mình vô, mình đấu điện 220 vô trực tiếp thôi là phải sử dụng được nhà thông minh rồi. Và phải thời gian lắp đặt đó, bây giờ hiện tại thì nó sẽ rút ngắn còn khoảng là, nếu mà bạn có am hiểu về mặt kỹ thuật á, thì lắp đặt nó khoảng 1 tới 2 ngày là xong. Còn nếu mà bạn còn gọi là nghiệp dư thì có thể mất khoảng 3 tới 4 ngày để mình tìm hiểu, xem hướng dẫn video để mà cấu hình lại thiết bị trong nhà của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để nhận thêm những thông tin video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.